Xin chào tất cả các bạn yêu quý. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Trọng 88 Ovika. Thì hôm nay lại tiếp tục mang đến cho các bạn một trận đấu lên quân mobile cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút. Và mọi sự đóng góp của tất cả các bạn thì các bạn có thể comment ở dưới link video nhé. Mình sẽ đọc và tiếp thu những đóng góp của tất cả các bạn. Và mình sẽ cố gắng hơn để mình có thể ra thêm nhiều video hay hơn, nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn hơn cho các bạn xem nhé, để không lãng phí những phút giây giải trí của tất cả các bạn. Vâng, thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng nào được? Top à? Tên bạn không đi SB à? Không đi SB là mình sẽ đi SB cho qua đơn giản anh em ạ. Tên bạn mà không đi SB thì mình sẽ chơi có SB, mình chơi luôn. Chín luôn, sẵn đây có vị tướng Alice anh em nhé. Mình mới có mình vị tướng Alice là SB thôi. Đây, mình đang có top 2 vị tướng này. Cờ thì C đây này, mình chưa chơi đây này. Ôi trời ơi, đang lắm thế, mít này. Quá nhà máy luôn đó. AD đâu, cái thằng này. Thôi anh em ạ, bọn này nó bị ngáo ngơ là nó không chơi AD, mình phải chơi AD anh em nhá. Không AD thì đấy chủ rất là lâu đó anh em. Chịu chết rồi. Đầu tiên là bọn nó đội hình của team mình đồng đội chọn AD ở đấy, nhưng mà sau mình chơi Alice SB nhưng mà đồng đội lại không chơi AD nữa nhá. Thì mình bắt buộc mình phải chơi AD. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Lavely cho các bạn xem. Triệu Vân, Lavely, Điêu Thuyền, Butterfly, Natalia, đấy là đội hình của team mình. Team bạn có Kahi, Jaffi, Mina, Nakrok và Van Hell nhá. Wow, vũ khí tối thượng ghê đấy. Bộ trang phục của One Health ghê gớm anh em. À, chiến nào anh em ơi. Chiến nào. Lavely này lúc đầu thì hơi yếu một chút anh em ạ. Yếu hơn One Health đấy. One Health lúc đầu bắn rap phết đấy anh em. Triệu Vân ơi. Đầu phết đây. À, Van Heo này. Thằng này ngốc ngơ. À, thằng này trên công đầu anh em nhá. Được anh em ạ. Có ngon. Lào lì lát là vinh mạnh anh em nhá. Ô, 21 được của nó. Ăn con chim này anh em ơi. Ôi ôi. Triệu Vân ơi là Triệu Vân. Mày làm cái gì đấy. Con heo đừng hổ báo quá. Đừng có hổ báo quá. Con heo vừa đây đâu rồi. Natalia, Mina đem nó lên nữa đấy. Đây anh em, con heo nó chạy. Mina mày. Bắn quả đạn thần quang này. Bắn quả đạn thần quang túng nha. Thằng Kahido đấy, các bạn thấy không? Bắn quả đại thần quang quá đẳng cấp luôn. Kahi nó bị đơ luôn anh em ạ. Nếu mà bắn tầm xa này thì Kahi đơ hơi bị lâu luôn. Bắn ở tầm xa thì đơ lâu lắm. Thằng Van Heo. Đấy anh em. Rồi, điều khiển cho mình phải đang ăn rồng chứ. Cái thằng điều khiển này. Tao cái thả cho mày đấy. Tao đấy thả cho mày đấy. Van Heo này, Van Heo chết không? Van Heo chết không?
Quả nào chết không? Nào Mina nào, Mina, Mina, Mina chết không? Chết anh em nhá. Quá là sập cấp. Rồi lên đây ăn với điều thuyền đấy, cái khổ tổ thân điều thuyền này. Tao biết á cho mày, mày đi ăn giống làm gì không biết. Làm thì không lo. Đó, nó chết rồi đấy. Cứ bổ anh em nha. Cướp bò thành công anh em ạ. Bây giờ quay về lan thôi. Đùa với anh à. Chín hết anh em ạ. Bây giờ làm ly bắn thì nhấp người luôn. Nhấp cốt luôn anh em ạ. Con heo tên nó chạy nhanh thế. Con này. Con heo. Rồi Mina. Rồi Mina. Mina này. Đấy, bọn heo ơi. Bọn heo tên bạn sọ rồi đấy. Chạy rồi. Chạy đâu con trai, chạy đâu con trai. Chạy đâu con trai, chạy đâu con trai. Ăn lại thần quang rồi đơ luôn anh em ạ. Đơ người ngay chứ. Farm rừng này. Úi trời ơi nó mạnh. Trời ơi nó mạnh. Ôi tem mình đẩy trụ nhanh thế. Tem mình đẩy trụ nhanh thế. Mình vẫn ăn anh em nha. Mình bây giờ mình xanh đấy. Ôi bắn lệch rồi, đã thành con lệch anh em. Đấy. Bắn heo tem bạn này quắng rồi đấy. Kahi nó dồn đam. Mình dồn đan cho Kai, dồn đan cho Kai này, dồn đan cho Kai anh em ạ. Hy sinh cái tốc biến chẳng lẽ không ăn được mạng các bạn. Tây nó cười chứ, đấy. Tây nó cười chứ anh em. Natalia thì mình cũng chết luôn rồi. Chết cùng với Mã Lộc nha, Mã Lộc nó chiếm đầu phết đấy. Mình đang ở lớp giáp bạn ơi. Mình đang ở lớp giáp bạn ạ. Nào. Trời ơi. Nắm quả đại thành quang mà nó chạy nhanh quá anh em ạ. Không được rồi. Quả đại thành quang không trúng rồi anh em ạ. Okay, nhìn lên là chỉ được có mấy cái bắn thôi anh em ạ. Bây giờ mình xanh mà mình quá là mạnh rồi. Mina nào. Chắc là mình không còn dùng đến đại thần quang rồi anh em. Chắc không còn dùng đến đại thần quang nữa. Ủa kìa. Thi của đại thần quang thế. Mình ngắm ra đây rồi chứ, thế mà lại bắn chừng bắn mò ra ngoài đấy rồi. Bắn về nhà chứ. Bây giờ con heo thấy mình sợ ngay anh em nhá. Con heo bây giờ thấy mình sợ như thấy cái gì đấy chứ đùa đâu. Đâu. Rồi ôi. Cái gì đấy. Phút thứ 7 trong game anh em nhá. Mina nào. Mina đúng rồi này. Mina là Kai đang đẩy trụ anh em nhá. Kai đang đẩy trụ anh em ơi. Về nhà. Có Kai đẩy trụ mất. Về nhà có Kai đẩy trụ mất. Về nhà Kai đẩy trụ mất. Cũng đẩy trụ anh em ạ. Kai nó cũng đẩy trụ được rồi đấy. Mình về mình ăn mặn của Kai thôi.
Bây giờ mình quá mạnh rồi anh em ạ. Làm gì cho yếu lại anh em nhỉ? Bây giờ mạnh như thế này rồi. Booster phở bò đây, mình đang lùa Mina về mạng nhé. À, mày nhảy đâu vậy? Mày nhảy đâu vậy? Đây, chưa dùng đến cung tà ma đấy anh em ạ. Con neo tôi bàn giờ bắn không bắn cứ chạy linh ta linh tinh. Bắn thì không bắn cứ chạy linh ta linh tinh, trúng không? Trúng luôn anh em. Trúng ăn luôn cay cho anh em. Bắn cỏ đại thần quang bắt là trúng luôn anh em. Ồ, tự dưng có thông báo cái là nhìn lại lo nhỏ luôn anh em ạ. Cái gì vậy? Có thông báo cái tin nhắn cái là tự nhiên là lo nhỏ luôn. Quá rồi, mình ăn mạng ghê không các bạn. Rồi mình đang mở lo hết cỡ rồi đây. Rồi các bạn chịu khó nghe nhỏ một chút nha, nghe mình nói là ok đó anh em ạ. À, cái thằng ba lốc này, mày ulti đấy, mày chạy mà ulti quay ngược lại à? Có phải khổ không ấy chứ anh em ơi, chơi từ từ thôi anh em, mới có phút thứ 9 thôi mà, mới có phút thứ 9 trong game rồi mà anh em đánh nhanh thế. Ủa, triệu vân thì mình ăn giáp phi rồi, các bạn là tên mình xanh nhá. Ủa, mình đang ăn 17 mạng rồi. Mình đang ăn được 17 mạng. Trúng không đại thần quang? Không trúng đại thần quang. Ủa, win mất rồi anh em. Triệu vân đem mình win sớm thế anh em. Chỉ được cái là win nhanh vậy là không ai bằng. Lại có thêm một sao vào trong túi đồ rồi anh em ơi. Quá nhẹ nhàng. Xem cái Lavely lần này có được siêu thần MVP không. Mình đang ăn đến 17 mạng rồi. Nào nào, vâng, thêm được 1 sao, bạc 3 4 sao nhá. Vậy là chưa đủ tinh túy để lên hạng luôn trận đấu này. 8 lần thần thánh này. Siêu thần SS á, mình không được MVP các bạn nhá, không được MVP các bạn ạ. Butterfly thì mình được MVP, được đấy. Mình được siêu thần và Butter được siêu thần. Thế nào Butterfly nào? Butterfly ăn được 13 mạng. Ơ sao Butterfly được MVP nhỉ? Mình ăn được 17 mạng mà. Nghỉ áo nhà các bạn thấy áo không? Mình ăn 17 mạng nhá, hỗ trợ 4 mạng không chết mạng nào. Butterfly được 13 mạng. À, hỗ trợ không chết mạng nào, hỗ trợ 4 mạng nhé. Quá áo tung cháo luôn, ăn nhiều mạng thế không được siêu thần MVP. Vâng, vậy video mình đến đây tạm dừng, hẹn các bạn video tiếp theo nhá. Chúc các bạn xem video mình vui vẻ, bye bye các bạn, bye bye.